Chào mừng quý vị đến với tổng đài ATM F0 chống dịch. Chương trình do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện nhằm hỗ trợ việc làm và tạo nguồn thu nhập cho các F0 sau điều trị. Các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tổ chức có nhu cầu hỗ trợ tài chính hoặc đóng góp cho chương trình vui lòng nhấn phím 1. Để được hỗ trợ thông tin tìm kiếm việc làm hoặc sử dụng lao động, vui lòng bấm phím 2.